Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh 4 bánh Auto. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu một loạt các dòng 7 chỗ đang có tại salon Mạnh Ô Tô để các bạn có thể tham khảo. Trước mặt các bạn là chiếc Innova G209 form mới biển Hà Nội 30P4769. Đây là một chiếc xe form mới, xe rất là đẹp, số sàn bản G xịn. Xe này đang giao bán tại salon là 410 triệu. Đó, xe màu bạc. Đây là phần sơn vỏ của chiếc Innova này, rất là đẹp luôn. Phần la răng này, cua lốp này, đấy, mọi thứ rất là mới. Phần gầm này. Đây là một chiếc xe chính chủ, một chủ từ đầu. Các bạn có thể tham khảo và lựa chọn gia đình mình một chiếc xe 7 chỗ. Đó. Đây là đằng xa nhìn lại một chiếc Innova này 30P4769, một chủ từ đầu. Xe rất là đẹp. Đây là phần đèn của chiếc xe này. Đấy, rất là sáng luôn. Máy rất là đẹp. Tất cả tổng thể chiếc xe này tôi đánh giá là một chiếc xe cực đẹp. Từ nội thất, thân vỏ cũng như gầm bệ. Có thể bao test cho các bác với mọi hình thức với chiếc xe này. Đây là phần nội thất. Vô lăng này. Đó. Phần phím điều khiển cánh cửa này. Cánh cửa đã được độ một lớp vân gỗ, màu gỗ rất sạch sẽ và nhìn là sang trọng. Đó, đây là phần vô lăng này. Ghế lỉ, ghế da được bọc da này. Đây là phần trần lỉ này, rất là sáng. Điều hòa, hai dàn điều hòa. Xe này chủ ta đi rất là dữ. Chiếc xe đi hơn chục vạn, 13 vạn. Đây các thấy đó. Tổng thể phần đằng trước của chiếc Innova G209 này, biển 30P này. Nó rất, các bạn thấy trên video nó rất là đẹp. Phần máy rất là sáng luôn. Đây là phần cổ số này, các bạn có thể nhìn thấy rõ. Đây là một chiếc xe form mới nhé. Nó có giá hơn 100 triệu. Một chiếc xe tôi đánh giá khá là đẹp. Nó sẽ đi lại phần đằng sau, ghế sau của chiếc Innova này. Đây là phần ghế sau. Nhìn lại phần trước. Đó. Là điều hòa là rất là mát, điều hòa rất là mát luôn. Với tầm tiền này các bạn có thể lựa chọn một chiếc Elrep máy dầu cũng khoảng 209, số sàn. Hoặc là có thể lựa chọn một chiếc Zinger nó hơi tốn nhiên liệu một chút. Hoặc có thể phổ biến nhất là có thể lựa chọn một chiếc Innova thì đi nó phổ biến mà nó tiết kiệm nhiên liệu. Đây là đằng sau nhìn lại của chiếc Innova 209. Đó. Sẽ đi vào phần gầm. Là phần gầm của chiếc xe này hơi tốn một chút. Đó. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe nữa đang có lại salon. Đây là chiếc Vios G208 của Hà Nội. Xe vàng cát. Đây là chiếc Innova G, cũng là Innova G nhưng nó đời 2007 phong cũ. Bạn thử so sánh hai chiếc này với nhau. Con này đang có tại salon với giá là 300
28 triệu. Xe này nó con này nó đời sau hai đời nó xấu hơn một chút, nó có thể nhìn thấy. 12 hai chủ. Đây là phần nội thất. Cánh cửa này. Phần nội thất này. Không khác gì một con chiếc xe 29 kia. Nó đi nhiều hơn một chút. Không dịch vụ taxi, bảo hành cho các bác luôn. Bác có thể tham khảo. Ghế này. Phần đây là phần nội thất. Ghế nó con này đi được hơn 15 vạn. Đây là phần đuôi của chiếc xe này. Tiếp theo nữa là một chiếc Innova số tự động form 210 bản V. Con này đang có giá tại salon là 445 triệu, bản số tự động nhá. Con này nó đẹp hơn con 29 cơ, không một lỗi nhỏ, bảo hành nó mắc cho các bác. Con này cũng ở gốc Hà Nội, biển 99, nó gốc Hà Nội. Đây là phần gầm. Biển 30V và đã được rút hồ sơ. Con này em đã cũng từng làm video trên YouTube rất chi tiết rồi, các bác có thể tham khảo trên YouTube. Đây là chiếc Innova số tự động bản V. Bạn có thể thấy rất là sáng và đẹp. Nếu lựa chọn cho gia đình một chiếc 7 chỗ mà số tự động và 2.10 thì các bạn có thể lựa chọn chiếc Innova này. Nếu LRS 2.10 mà 2.10 thì nó phải cao hơn con này. Mới dầu thì nó phải rơi vào khoảng 470 triệu. Nên nó bán vài con như thế cùng đời. Nhưng khác form nó cũng chênh nhau khoảng 3-40 triệu. Đó. Phần ghế này. Các bạn nhìn đây, rất là sáng và bóng luôn. Không phải chê một điểm gì ở con xe này cả. Đây là phần mặt đã có màn hình camera lùi. Đây là tổng thể mặt tắc lô, vô lăng và củ số tự động. Đó. 4 phần lốp này rất là mới. Sau đã được lật lên. Đây là chiếc Kia Carrera đời 2015 bản 2.0 máy xăng 7 chỗ. Con này đang có giá là hơn 300 triệu. Chiếc xe màu bạc biển 14 bản 2.0. Chiếc xe 7 chỗ đời 2015 bản 2.0 khá là đẹp, nhưng nó chỉ giá hơn 300 triệu một chút thôi. Các bạn để tham khảo một chiếc xe đời cao. Chiếc xe này tôi đã làm trên YouTube, bạn có thể tham khảo. Đây là bốn phím, bốn cánh cửa, phím điều khiển. Xe này đi được 2015 nhưng đi 11 vạn rồi, không dịch vụ taxi. Đây là phần ghế đằng sau đời 2015 nhé các bạn.
xe rất là mới luôn. Nên là phần mặt bàn thờ, táp lô và cửa sổ bạn có thể thấy rất là mới luôn. Nếu các bạn thích một chiếc xe 7 chỗ đời cao mà giá hơn 300 triệu thì lựa chọn chiếc xe này và đi cho gia đình. Khá là êm vì nó là máy xăng và nó cũng không tốn xăng lắm. Lựa chọn khá là ok. Và cuối cùng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một chiếc Jolly 206 biển Hà Nội. 4 số luôn. Những chiếc Jolly 206 biển 30H00065. Cái này mà đây là một chiếc xe hiếm hoi dưới 200 triệu. Bạn có thể tham khảo những người nào có tầm tiền dưới 200 triệu mà lựa chọn cho mình một chiếc xe 7 chỗ hãng của Nhật thì lại có thể lựa chọn chiếc xe này. Khá là đẹp. Một lớp sơn màu bạc. Đấy. Ta sẽ đi vào phần gầm bệ và nội thất. Đây là phần gầm rất là sáng luôn, các bạn có thể thấy rất là rõ từ 9-1 lốp. Đi vào phần nội thất. Ghế vẫn là ghế lỉ, trần lỉ, ghế lỉ nhá. Lỉ nguyên bản của nó luôn. Rất là sáng. Xe rất là đẹp. Với giá hơn 100 triệu. Đó. Đây là phần nội thất này, nó có màn hình này. Màn số của nó này. Màn hình này, đấy nhìn tổng thể nó rất là sáng và đẹp. Chân ghế lỉ này, chân lỉ này, quá sáng luôn. Đây là một lựa chọn 7 chỗ dưới 200 triệu, các bạn có thể tham khảo. Rồi, em sẽ đi ở phần đằng đầu của chiếc xe này. Gần đời cuối của Jolly rồi, nó là 206, nó gần là limited rồi nên nó cũng khá là đẹp. Các bạn có thể tham khảo và lựa chọn. Nếu muốn tư vấn thì có thể alo qua số điện thoại tôi để trên màn hình. Zalo, Facebook, cứ tìm qua số điện thoại đó sẽ ra tất cả các liên hệ của bên bốn bánh Auto. Để các bạn có thể tư vấn và gửi ảnh, tư vấn tất cả các loại xe, về giá, về chất lượng. Hãy nhớ liên hệ qua số điện thoại tôi để trên màn hình. Đây, trên đây là video tôi giới thiệu những chiếc xe 7 chỗ đang có tại salon để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho gia đình mình một chiếc xe ưng ý. Vậy mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại tôi để trên màn hình. Xin chào và hẹn các bạn ở các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.